Thưa quý vị, nhờ chủ động triển khai các tình huống như thiết lập các chốt phân luồng phương tiện, phân vùng các khu vực chờ tiêm, cùng sự giúp sức của gần 200 tình nguyện viên, nên công tác tiêm phòng COVID-19 toàn dân của huyện Hòa Vang trong sáng nay ngày 15 tháng 9 diễn ra an toàn và suôn sẻ. Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, huyện Hòa Vang sẽ tổ chức tiêm phòng cho gần 22.000 người dân, trong đó có hơn 4.000 người vãng lai. Để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, tránh lây chéo, tại hai điểm tiêm trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong và Trần Quang Khải, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đã thiết lập 14 bàn tiêm, phân chia múi giờ, cắt cử lực lượng hỗ trợ nhập dữ liệu, đội trật tự nhắc nhở người dân giữ khoảng cách nhất định, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch thành phố giao. Điểm tiêm tại trường Trần Quốc Tuấn phụ trách cho 7 xã là Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Nhân, Hòa Khương và Hòa Phú. Và điểm tiêm số 2 là ở tại trường Trần Quang Khải, cho 4 xã là Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc và được phân bổ ở trường Trần Quốc Tuấn là 9 bàn tiêm và tại trường Trần Quang Khải là 5 bàn tiêm. Việc thành phố Đà Nẵng tổ chức tiêm chủng toàn dân trong dịp này đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tạo sự an tâm và niềm vui cho bà con vùng nông thôn Hòa Vang. Thì cô cũng cảm ơn lãnh đạo những đó đỡ quan tâm tới dân đó. Thì tiêm sang thì cô thấy vững làng hơn, vững tin hơn. Tôi là người tiêm mũi vaccine đầu tiên. Tôi rất là cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của người dân. Hòa Vang hiện có 9 xã nằm trong vùng xanh. Bên cạnh việc tăng cường vai trò trách nhiệm của các tổ COVID cộng đồng thông qua các chốt kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K, thì việc tiêm chủng toàn dân là giải pháp quan trọng để góp phần cùng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19.